Tin chính thức, mạng xã hội ồn ào về tin sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Mới đây nhất, chúng tôi đã kiểm chứng những thông tin được đăng tải trên các mạng thông tin truyền thông xã hội và chính thức xác nhận nguồn tin khả tín về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ. Công dân mạng người Việt trên Facebook và Google hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 4 xôn xao tìm kiếm tin về sức khỏe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tên ông Nguyễn Phú Trọng có lúc đứng đầu trong danh sách tìm kiếm trên Google tại Việt Nam trong ngày 14 tháng 4. Nguyên do là vì xuất hiện thông tin không chính thức nói ông Nguyễn Phú Trọng nhập viện sáng ngày 14 tháng 4 trong lúc đang thăm làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Phú Trọng có 2 ngày thăm Kiên Giang từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4. Đúng dịp sinh nhật ông lần thứ 75. Cùng ngày 14 tháng 4, bắt đầu xuất hiện tin nói ông Nguyễn Phú Trọng không được khỏe và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Truyền thông nhà nước không đề cập, nhưng tin đồn nhanh chóng loan ra trên Facebook với tìm kiếm tăng mạnh trên Google. Cây bút Lưu Trọng Văn vào cuối ngày nói rằng ông Trọng nhập viện nhưng sức khỏe vẫn ổn. Cả ba kênh có nguồn thông tin có uy tín mà gã do hỏi thì cả ba đều nói việc ngài nhập viện là có thật. Hiện tại sức khỏe của ngài đã ổn. Một nguồn tin thân cận với ngài khẳng định là rất ổn. Khi gã viết những dòng kết quả này thì mới nhận một nguồn tin nhắn của một người thạo tin cung cấp cung đình báo tin là VTV sẽ có thông tin chính thức. Ông Lưu Trọng Văn viết, theo thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sáng ngày 14 tháng 4 đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020. Có thể ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã coi đó như là một tiếng chó sủa không chú ý và chỉ nghe cho có lệ. Nhưng vì những điều và những việc có sắp xếp chứ không phải ngẫu nhiên mà ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người được chăm sóc giường đặc biệt, lại có thể bị đột quỵ ngay tại Kiên Giang, quê hương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo bản tin, tỉnh Kiên Giang kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sớm cho chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc và có nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù cho Phú Quốc. Tỉnh Kiên Giang đề nghị xem xét chấp thuận chủ trương thành lập huyện đảo Thổ Châu. Theo tờ trình số 49 ngày 5 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang, tỉnh cũng đề nghị Trung ương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung và dài hạn giai đoạn 2021-2025 về dự án đường hành lang ven biển giai đoạn 2 đoạn Rạch Giá Hà Tiên và quốc lộ 61 đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất. Theo bản tin, ông Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và nêu rõ cần có kế hoạch tổng thể cân đối nguồn lực, tính toán từng bước đi cụ thể và chắc chắn. Trước đó, lúc 11 giờ 08 phút ngày 14 tháng 4 năm 2019, trên chính trang của nguyenphutrong.org đã có bài viết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Kiên Giang cần phát huy mạnh mẽ và hiệu quả tiềm năng thế mạnh. Trong bài viết này đã đăng tải hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang mà người đó không ai xa lạ là Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng. Trên trang của Nguyễn Phú Trọng đã đăng tải nguyên văn bài viết. Xin được trích. Trong hai ngày 13-14 tháng 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm làm việc tại tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay. Trọng tâm là năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ. Tham gia đoàn có nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương,
Sáng ngày 14 tháng 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang, nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Ủy ban Trung ương, tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 10, 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ đảng viên đã có chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, người đứng đầu có bước đổi mới thì toàn đảng bộ đã phát triển được 11.507 đảng viên, nâng toàn bộ đảng bộ có 59.147 đảng viên, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt một số kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2018 đạt hơn 62.300 tỷ đồng, gấp 1,23 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7,13%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.664 đô la năm 2015 lên tới 19,26%. Nguyễn Thanh Nghị liên tiếp đọc thêm các con số để chứng minh rằng ông đã làm và làm được rất nhiều, tạo nên được những dấu ấn thành công mà không phải đâu trong cả nước cũng có thể có. Ông liệt kê một số lĩnh vực nổi bật như cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng đúng thị trọng, nông lâm thủy sản giảm từ 40,39 lên tới 41,72, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, 100% số trong xã đất liền có đường đến trung tâm xã được nhiều hóa, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, Kiên Giang hoàn thành sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kinh tế hợp tác, tăng về số lượng kênh đa dạng và loại hình sản xuất cũng như các hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Kinh tế tư nhân cần được phát triển mạnh. Toàn tỉnh hiện có 8.770 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 1,23 lần so với năm 2015. Với số vốn hơn 91.700 tỷ đồng, kinh tế biển chiếm 73,82% GDP của tỉnh. Trong đợt thăm viếng này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Nguyễn Thanh Nghị tiếp đón và trong tất cả mọi cuộc tiếp xúc đều có sự hiện diện của ông này. Kiên Giang kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sớm cho chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc và có kiến nghị giải quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù dành riêng cho Phú Quốc, xem xét chấp thuận và chấp nhận những yêu cầu của phía này. Đại loại như ông Nguyễn Thanh Nghị muốn Bộ Chính trị cần xem xét chấp thuận chủ trương thành lập huyện đảo Thổ Châu theo tờ trình số 49 tờ trình Trung ương ngày 5 tháng 4 năm 2018 của tỉnh ủy Kiên Giang, đề nghị Trung ương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn ngày năm 2021-2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm Kiên Giang đúng dịp lễ Tổ Hùng Vương, Tết cổ truyền Chôn Cho Năm Thơ Mây của đồng bào Khmer và cả nước chuẩn bị kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong buổi tiếp xúc với Nguyễn Thanh Nghị đã dường như tỏ ý khinh thường ông này. Trong một cách thức nào đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mình sẽ là đối tượng sẽ không để bị ai quay vào người, hoặc là một người luôn được các hệ thống truyền thông, báo chí săn ảnh đưa tin, nhất là vì làm những việc tuyệt đẹp. Với một số thông tin mà chúng tôi được biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ vượt qua được cơn bão bệnh này. Nhưng một cách thức nào đó, đây là một lời cảnh cáo rất mạnh mẽ dành cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đừng có bao giờ đụng đến Nguyễn Tấn Dũng và những người thân của ông. Và một bài học là, tại Việt Nam, bất kể lãnh đạo cho dù to hay nhỏ, lớn tới mức nào, đều có thể chết vì phóng xạ, bệnh tật hay một số lý do được gọi là đột ngột hay đột tử. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Vogue TV. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.